Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của 664.000 đoàn viên công đoàn thủ đô. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Thảo luận tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 13. Bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa 17 và bầu đại biểu đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Đề xuất kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cấp ủy chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Phiên trọng thể đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động thủ đô và thông tin trên các nền tảng số của các cấp công đoàn thủ đô. Công đoàn thành phố Hà Nội đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.